เรียกว่าซับอินเวอร์เตอร์ฮือสิกวัตต์นี่เออสิกวัตต์ UVW อันไหน C7 ไทย C ไอ้คนนี้ C คือสักคนนึงcái này là hiện tượng là quạt không quạt dần nóng không quạt dần nóng không quay nhá. Chiếc con này chỉ có quạt nóng không quay này, kiểm tra là đường bót chập này, mất phao nhá. Để thay con này sản xuất rồi, bây giờ đang thử lại. Cái đèn ở góc bên tay trái này, cái đèn báo vì xử lý chạy và đồng thời báo lỗi của vo dần nóng nhé. Sau khi thay quạt vào thì thay IC quạt vào thì lốc cũng đã chạy ngược pha rồi em ơi. Ở đây là nếu mà nghe thấy lốc nó chạy như này là đang bị ngược pha các bạn nhé. Tắt tắt đi, rồi mót tắt tắt. Đấy, quạt chạy rồi này, lốc khởi động rồi thì là mình đã thay con công suất này và IC quạt vào là ok nhé. Hiện tượng chạy phọc phọc như này là hiện tượng chạy ngược pha của con IC công suất. Bây em chỉ khi ngược pha em chỉ cần đảo một trong hai cái dây cắm vào lốc này là được. Này, đảo ra. Đấy, đảo ra, đảo bất kỳ một trong hai dây ra để cho nó chạy đúng pha. Rồi, đảo ra, kéo trồ vào quạt, rút đi, rút điện nó mới hết quạt, nó mà chạy một lúc nó mới ngắt. Rồi đảo ra. Thì nói lại đây là cái đèn báo lỗi, khi nó hoạt động bình thường nó cứ chớp 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 theo nhịp nhé, và khi nó lỗi thì nó chớp rất nhanh, một giây nó có thể chớp nửa giây, chớp ba lần, chớp chớp chớp. Để tắt thì mình sẽ đếm theo cái chớp chớp nhé, thì mình đọc cho mã lỗi. Quạt này là quạt UVW, tức là trong quạt này nó không có tích hợp IC Han để hồi tiếp, nó sẽ hồi tiếp trực tiếp trên cái con công suất này. Đấy, thông qua con IC khuếch đại 14 chân này đây. Đấy. Nó sẽ lấy hai pha, khi quạt đưa ra ba pha này sẽ trích ra hai pha nhé, đưa ngược lại con IC khuếch đại này để lấy hai pha đưa về vi xử lý để lấy cái tín hiệu hồi tiếp của quạt. Trên con IC khuếch đại này ở dưới miếng nhôm này này nó có 14 chân, sử dụng hai ngõ vào, tức là chỉ có bốn vế, bốn cổng, thì hai cổng cổng 567 là để mất và để của hồi tiếp quạt và 8, 9, 10 của quạt, còn 1, 2, 3 nó bỏ nhá. Còn 12, 13, 14 đây là cái mạch bảo vệ quá dòng, đồng thời vừa trực tiếp vừa gián tiếp của con IC công suất này nha. Thế bây giờ em thử lại đi, em cắm không ngon rồi. Đấy, ngược pha. Ngược pha thì chúng ta sẽ biết ngay là lốc nó chạy nó có không có hơi phọc như hút vào á. Bật đời mót lên này. Rồi. Với cái thằng quạt dần nóng này khi mất hồi tiếp, tức là mất hồi tiếp thì nó sẽ cái này đèn này nó sẽ chớp nháy theo nhịp rất nhanh, tức là ba lần chớp một lần chớp 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 chớp, đọc cái mã lỗi là 11 nháy thì là nó đang hư cái phần hồi tiếp của quạt dần nóng. Đấy. Quạt dần lạnh đang chạy. Cái này hiện tượng là quạt không chạy thì lốc nó cũng không có khởi động. Thì bây giờ như bạn vừa đã thấy là bây giờ khi đã thay công suất vào thì thấy block và quạt nó đã chạy rồi nhá. Thì nguyên do nó ngược pha, bây giờ là cắm đúng lại để cho nó chạy đúng, để cho nó tăng tua hay không. Tăng tua xong là ok nhá. Để em cầm cái này để kiểm tra cái. Kiểm tra cái sensor xem nào. Với cái đời này thì sáp inverter này nó sử dụng có một sensor của đầu đẩy block rồi nhá. Đây. Đây. Nó khoảng độ sắp xỉ 1V. Đúng không? Rồi bây giờ là cái chân số 8 là một đường mất pha của đường bảo vệ của quạt này. Khoảng 2V4.
chân số 7 là khoảng 2/4. Nhìn thấy không? Nhìn này đồng hồ này. Đây chân số 7 của đường quạt này. 2/4 này, chân số 8 này. 2/4. Còn chân vế 12 bỏ và chân số 14 là 0V bởi vì bảo vệ trực tiếp nhé. Trực tiếp cho công suất này. Đó. Thì bạn thấy chân nó sẽ có tăng tua. Ok rồi nhá. Đấy, quạt dần nóng đã chạy, với lốc đã. Lốc đã chạy. Một lát sẽ tăng tua, thì khi chúng ta kiểm tra và đã thay vào đã lốc nó đã chạy thì chúng ta thấy test vào và nó chạy rồi thì khi nó tăng tua được là ok nhá, lắp vào máy là ok, bắt đầu tăng tua đó. Máy bắt đầu tăng tua. Ok. Đấy, thì bây giờ là cái này là lắp vào cho khách là ok rồi. Bây giờ tắt đi nhé. Cái máy này nó có một cái đèn báo ở đây và cái đèn trên mặt lạnh, đồng thời có những cái mã lỗi, đồng thời nó báo lỗi cả hai đèn, tức là cái đèn bo dần nóng và đèn bo dần lạnh. Đây thì bây giờ thử rút thử cái chân sơ ra xem nó lỗi như thế nào nha. Nhìn các bạn đọc cái mã lỗi, phải đọc theo cái nhịp chớp vào nha, rút chân sơ ra. Để em khởi động lại cho nó. Khởi động đi. Em bỏ sensor ra nó lỗi như thế nào và nó trước cái đèn nào anh em đọc nhé. Thì con này thì bây giờ quay lại xong rồi, bây giờ đi rác thôi. Để làm giúp con sensor ra xem nó báo lỗi như thế nào, để xem cái đèn nó chớp như thế nào nhé. Nó chớp như thế này là đang hoạt động bình thường, là báo khi xử lý đang chạy và chớp theo nhịp một giây một nhịp. Nhưng khi nó lỗi, báo lỗi nó khác nhé. Và giờ lại chạy cho nó để cho nó báo lỗi nha. Này một lát nó mới báo lỗi. Có những cái máy lỗi nó báo lỗi đây và đồng thời báo lỗi trên đây luôn. Nhưng có một số máy lỗi nó chỉ báo lỗi trên cái bo dần nóng, nếu mà đang khu vực dần nóng này đang có lỗi. Còn về trên dần lạnh như giao tiếp, đây là quạt, đây là sensor, các thứ lỗi thì nó sẽ báo trực tiếp trên đây. Nó sẽ nháy đèn màu xanh biển và màu cam, màu xanh lá. Thử đo cái giao tiếp xem nào. Lấy cái đồng hồ cơ em đảm cái thân đo 50V DC với đèn để vào data. Rồi đo lần với N xem. Cứ giữ vào đây, dao động. Đấy. Gần 1V cho đến bao nhiêu đấy? Gần 30V đúng không? Rồi quay chuyển sang chân N ra, giữ nguyên quen đó. Rồi giữ nguyên và đo với N thì dao động thấp hơn. Nó khoảng 8V này, 7-8V cho đến 15V đúng không? Đấy. Riêng đời đằng này là mình phải để quay đen vào dây data và quay đỏ di chuyển đúng không? Rồi. Đấy, rút sensor ra thì cái lốc nó không chạy mà rất là lâu chưa thấy báo lỗi, chưa chớp lỗi. Tất nhiên là rút sensor ra là thì quạt nó sẽ không chạy được, với lốc không khởi động, để im lát sau nó mới báo lỗi. Chưa lỗi đúng không?
đây lỗi rồi này, đây bắt đầu lỗi, quan nhìn kỹ nhá, khi lỗi nó chớp như thế này. Đấy. Bây giờ ta từ từ để cho là bạn đứng im này, 1, 2, 3, 4, 5 lần chớp, 5 lần chớp thì đây là đang là báo lỗi thiếu sensor nhá. Đấy các bạn đến đến này, đấy, ok nhá. Nhưng mà cái đời này rút sensor ra thì báo lỗi 5 chớp, nháy liên tục và đồng thời quạt giàn nóng vẫn chạy nhưng chắc chắn block nó không chạy nhá. Ok nhá. Cái video này xin dừng ở đây nhé, chia sẻ anh em vẫn nhé nhá.